Ủa bây giờ chị cũng phải nghĩ cho bé sữa đấy chị. Chẳng nghĩ cho ai cả. Bây giờ bé sữa đang còn nhỏ mà chị. Rồi bé sữa lớn lên sau này bé sữa cần bố mẹ chứ. Cái lúc nào cần nó có bố. Bố nó phải ở bên nó thì nó bố nó ở bên con. Nên là suốt ngày đi lông bông chúng mày đó. Mà thì anh Kiên cũng biết lỗi rồi, cũng biết. Chúng mày suốt ngày đi lông bông thằng Kiên đấy, chúng mày biết con gì nữa. Ủa bây giờ chị nói cho em. Suốt ngày mày đánh đi đánh nhau. Bây giờ mà suốt ngày đang thẳng ngoài đường. Người ta cho em bao cơ hội, còn ở bên anh chỉ thế thôi. Anh lấy tư cách gì mà để trách móc em? Người ta luôn cho em thật nhiều, còn anh chỉ biết cách nuông chiều. Thì em ra cô chị ạ, giờ nếu mà chị anh chị cãi nhau như thế bây giờ suốt sao được? Bây giờ bé xưa lớn lên thì anh chị vẫn thế thì làm sao mà bé chịu được? Bây giờ ngay thì bây giờ đã không chịu được rồi này. Ồ bây giờ chị cũng phải nghĩ cho bé sữa đấy chị. Chẳng nghĩ cho ai cả. Bây giờ bé sữa đang còn nhỏ mà chị. Giờ bé sữa lớn lên sau này bé sữa cần bố mẹ chứ. Ngồi. Cái lúc nào cần nó có bố. Bố nó phải ở bên nó thì nó bố nó ở bên con. Nên là suốt ngày đi lông bông chúng mày đó. Mà thì anh Kiên cũng biết lỗi rồi, cũng biết. Chúng mày suốt ngày đi lông bông thằng Kiên đấy, chúng mày biết con gì nữa. Ồ bây giờ chị nói cho em. Suốt ngày mày đánh đi đánh nhau. Bây giờ mà suốt ngày đang thẳng ngoài đường. Có bao giờ biết là tao xưa nhảy như thế nào đâu? Thì một chuyện đã qua rồi, chị bỏ qua cho anh Kiên đi, chị đừng chấp nữa. Bây giờ chị cố chấp như thế thì hai bên càng khó là khó cho nhau ấy. Em nhìn quá rồi, cố chấp quá rồi. Bây giờ thôi. Mà bây giờ tao ở đây với bố. Mày chị phải hiểu. Mày cứ sang bên đấy, mày ở với bác Cúc với cả anh Kiên đây, mày sang đấy mà ở. Thì em muốn tốt cho anh chị, em mới khuyên thôi. Bây giờ anh chị, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh chị cãi nhau như thế đâu. Chị đã cưới nhau về rồi, có bé sữa rồi. Bây giờ con cái phải đầy đủ bố mẹ chứ. Bây giờ thiếu một trong hai người thì con biết như thế nào. Ôi ta không nói nhiều ấy, chúng mày cũng nói ít thôi. Thôi bây giờ chị tha lỗi cho anh Kiên chị. Mày bạn ý đi thôi chị ơi. Bây giờ bạn bà khuyên chị thương đi. Bây giờ chị cứ tha lỗi cho anh Kiên đi chị. Không tha lỗi, không tha lỗi. Không liên quan gì đến bên nhà đấy nữa. Rồi bây giờ anh Kiên đã biết sai rồi, anh Kiên biết lỗi rồi mà chị. Bây giờ chị tha lỗi cho anh đi. Nếu mà từ ngày xưa ấy, anh Kiên nó thay đổi ấy, thì không bao giờ chuyện như ngày hôm nay đâu. Mày còn bây giờ ấy, mày thấy đấy, thay đổi chưa hả? Hay là sang đây đồng mà đánh tao? Mày thấy đấy. Nếu mà yêu thương vợ con thì không bao giờ đánh vợ như thế. Còn không bao giờ nhận cái này cũng không như vậy. Lúc đó anh Kiên nóng quá, anh Kiên mới hành xử như vậy thôi chị. Bây giờ chị... Anh nóng phải là được đánh vợ à? Hả? Mà anh Kiên chỉ chúng sang... Chúng mày sao thế à? Nhớ bé xưa chị, anh Kiên chỉ sang ôm bé xưa tí thôi. Nóng thế là chúng mày đánh vợ à? Chị... giật anh Kiên như thế, anh Kiên chẳng nóng. Bây giờ anh Kiên nhớ bé xưa mấy ngày nay, anh Kiên nhớ bé xưa sang thăm bé xưa không chị? Không cần nhớ nhung gì cả. Chị ơi... Nhớ nhung cái gì? Bây giờ dù gì anh chị đã cưới nhau rồi chứ bây giờ dù gì bỏ qua cho nhau đi. Bây giờ bỏ qua cho ai cả, bây giờ tao chỉ sống ấy vì con vì tao thôi, còn ai không quan tâm. Tao chị nói thế được, bây giờ anh chị cưới nhau về anh chị nói như thế sao được, bây giờ có con nữa anh chị phải người lớn đi chứ, nói thế sao được. Bởi vì là tao sinh cho vợ cho, bởi vì tao sinh cho tao ấy thì tao bây giờ mới đang ở đây. Nếu mà không suy nghĩ thì bây giờ bạn đang không biết đang ở đâu cơ. Giờ bạn khuyên... Mình ra ngoài cho cháu ngủ đi, ra ngoài đi. Còn lần sau Hồng Dũng nhá, không bao giờ cho kia sang đây nữa. Bây giờ bạn đây bạn khuyên cũng như... cho những kia thảo công kiên. Ôi công kiên, như mấy em hôm nay rồi, bạn cứ không chịu nghe ấy. Tại tôi công kiên là chị anh sang đây gặp bé sữa, bây giờ anh nóng đánh bé thương gặp chẳng hiểu gì luôn. Bây giờ hết cách rồi. Giờ thì mình cũng phải khuyên anh chị chứ, bây giờ không khuyên sao được. Giờ anh chị hai bên đều nóng nảy cả, không ai chịu nhường nhịn ai cả. Bây giờ khó. Bây giờ chỉ thương là thương bé sữa rồi. Bây giờ làm ở nhà là cứ khuyên chị Thư đi, còn tôi để tôi với Hoàng sang kia nhà khuyên anh Kiên.
thì bạn sang nói chuyện với anh Kiên được, bảo anh Kiên đi bây giờ là sao, sang đây hay như nào, xin lỗi chứ đưa nói chuyện bình thường thôi. Tôi bảo mà, nhưng mà tôi thấy anh Kiên vừa nãy cũng nóng nảy, bây giờ đánh chị Thư còn tức lên nhiều. Thì cũng tại chị Thư với anh Kiên ôm bé xưa tí có gì đâu mà chị Thư lại không cho như thế, anh Kiên chẳng nóng. Bảo anh Kiên là sang đây có gì gặp chị Thư nó chụp nhẹ nhàng rồi, anh Kiên cũng đã nói rồi. Bây giờ là sai, là sai cả hai người chứ không phải sai một người hay gì hết, nên chỉ làm khổ cho bé xưa thôi. Giờ đúng rồi, bé khổ bé xưa, sau này mà lớn lên thì biết bố mẹ như thế thì làm sao mà ấy được, hạnh phúc được. Đúng rồi, bây giờ ấy, bây giờ con cũng cần tình thương từ ba mẹ chứ, sau này lớn lên mới hạnh phúc chứ. Đúng rồi, bây giờ cãi nhau như thế thì ai mà chịu được. Còn nếu mà bố tôi còn về còn biết thì không hay cơ. Bố tôi còn chửi cũng sống lên. Còn mai mà bác cũng chưa biết không cơ. Bây giờ nếu mà xảy ra hai gia đình như này, bác nói còn chuyện lắm. Bây giờ mà anh em phải khuyên anh chị về với nhau thôi. Bây giờ để càng lâu càng nó to lắm. Khổ cho bé sữa thôi chứ không ai khổ cả. Bé sữa đang còn nhỏ, bây giờ cũng phải có cả anh Kiên với chị Thư. Bây giờ mình chỉ thương sau lo ăn cho bé sữa được, còn cả bố nữa chứ. Giờ chẳng biết cái gì luôn. Giờ chưa ngồi phía sau, giờ bây giờ khuyên anh chị đi, cho anh chị bớt nóng tính đi, bình thường lại đi chứ. Bây giờ cứ làm sao như thế mãi được, suốt ngày nào cũng cãi nhau chửi nhau như thế thì sau này bé sữa lớn lên không hay đâu. Rồi nhưng người nào cũng không như chịu nhường người nào. Mà chuyện có gì đâu mà bây giờ chuyện nhỏ nhặt, bây giờ bỏ qua cho anh Kiên như gì, anh Kiên cũng như trước nữa đâu mà. Bây giờ thì Thư cứ chấp quá anh, nhưng bây giờ bỏ qua cho nhau đi là được mà, có gì đâu. Có chuyện nhỏ nhặt thì thôi, bây giờ chuyện gia đình ai chả có, làm chuyện này chuyện kia rồi, lúc nào không phải là lúc êm đềm đâu, bền mãi được, lúc cãi nhau lúc không chứ. Nhưng quan trọng bỏ biết nhường nhịn nhau là được. Bây giờ anh chị đã lớn rồi. Hai bên bây giờ anh cứ nhìn một tí, anh Kiên nhìn một tí là xong, có gì đâu. Bây giờ cãi nhau cứ chấp cố cãi nhau như thế thì mọi chuyện càng to ra đúng không? Ừ. Khó. Bây giờ bạn phải bảo chị Thư nữa. Tôi bảo Thư làm sao nghe được, bây giờ tôi cũng khuyên nhiều rồi. Ngày nào tôi cũng khuyên mà, chứ mấy ngày hôm nay chị Thư về nhà, tôi nói suốt đấy. Bảo chị Thư về nhà Kiên ở đi, chị Thư còn chửi tôi, bảo tôi dám gửi chị Thư ra tôi chửi tôi đúng không? Đấy, tôi nghe tôi hoàng Kiên mấy hôm ngày qua khuyên Kiên cũng được đâu. Hôm nay tôi với Hoàng đi tìm anh Kiên đây, anh Kiên bảo đi sửa thoại, tôi bảo sang đây để khuyên chị Thư về đây. Ừ, mà bây giờ đấy, giờ thành ra có chuyện luôn rồi. Rồi chẳng nghĩ bây giờ ấy, tưởng là qua đây để khuyên chị Thư về được, với mấy bé sửa về được. Bây giờ hết to chuyện rồi, giờ chị Thư dẫn anh Kiên rồi. Ôi, bây giờ để cho chị Thư bớt nóng bớt tức giận tịm vài hôm đi, hai ba hôm đi, xong rồi anh Kiên sang ấy xin lỗi chị Thư là được. Rồi thôi, bây giờ bạn cứ ở nhà bà khuyên chị Thư đi, để tôi với Hoàng về khuyên anh Kiên Thư. Tôi về bảo chị Thư. Tôi về đây, bạn bảo chị Thư nhá.